Nè chị, năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi? Nhìn chị chắc hơn tôi khoảng 2-3 tuổi thôi ha. Nhân duyên kiểu gì vậy? Hết lôi kéo chồng tôi, bây giờ lại tới đây. Cô cũng biết nhắm mối quá chứ. Kể ra ở tuổi cô mà giao tiếp được toàn giám đốc của công ty lớn. Cô giỏi lắm đó. Cô không có căn cứ gì để nói con như vậy hết. Cô nói như vậy là mọi người hiểu lầm con đó. Lầm hả? Chính tôi bắt quả tang cô và chồng tôi đi vào khách sạn. Bây giờ cô còn chối nữa hả? Chẳng qua là tôi sợ chồng tôi mất mặt, mà cả tôi nữa. Tại tôi chưa ra mặt thôi, biết chưa? Còn bây giờ cô muốn căn cứ hả? Cô muốn xem hình hôn? Cô, chuyện không phải là như vậy đâu. Cô hiểu lầm rồi. Vậy chứ cô đi vào khách sạn để làm gì? Khuê. Dạ. Con hồ ly đó lúc trước là thư ký cung tùng đó. Tôi nói cho bà biết để bà liệu mà bà xử. Trời đất ơi. Nè, có chuyện động trời đó nữa hả? Ừ. Thì ra cái cô gái lúc trước bà nói với tôi là cô này hả? Ừ, nó đó. Trời. Thôi chị à, thôi chị bớt giận đi nha. Bây giờ thôi mời chị với cháu vô ăn cơm rồi mình nói chuyện sau nha chị. Đi chị. Em sao vậy Bảo? Rốt cuộc má bị sao vậy? Sao tự nhiên lại làm vậy với Lan Anh? Còn sao nữa, chị đã nói với nó rồi, nhưng nó cứ cố ý chọc giận má. Nói vậy là má cố tình. Chứ em nghĩ chủ nhật má mời cô Phượng tới đây rồi kêu Lan Anh tới để làm gì? Má đâu có ưa cô Phượng, còn luôn miệng chê Mai Thanh xấu nữa. Em nghĩ chuyện bữa nay chỉ là vô tình nè. Khoan đã, em đừng có làm lớn chuyện lên. Nếu bây giờ em làm vậy, người thiệt thòi là Lan Anh thôi. Nè, mời chị. Cảm ơn Khuê. Thank you.
Khi nào cô không tới ông ta? À, bạn ơi. Ừ. Xin lỗi cho hỏi mấy giờ rồi? Ờ, 6 giờ rồi. Bạn có chắc không vậy? Dạ chắc. Ờ. Dạ. Cảm ơn nhiều. Thôi. Uống gì uống hoài vậy? Uống nãy giờ chưa đã hay sao mà còn uống nữa? Đi về. Về gì mà về? Hôm nay ngày vui mà. Anh uống với em đi. Ê, thôi. Vui cái gì mà vui? Thằng Hữu Nguyễn nó đi đâu mất tiêu rồi. Không có nó ở đây. Bữa nào á có nó, ba đứa mình uống mới vui, hiểu không? Không. Tại sao còn mới vui? Em với anh không cũng vui nè. Nè, em uống cho anh coi nè. Cái nước này á kỳ ghê, uống đắng ngắt chả ngon lành gì, vậy mà mọi người cứ thích uống cho say. Có em uống thì có, em nói đắng ngắt mà còn nữa làm chi. Uống hết ly này em thôi, không uống nữa đi về. Ủa mà nè, mà Lan Anh là ai vậy? Lan Anh? Anh không biết đâu. Biết làm chi? Không lẽ thằng Nguyễn nó có bạn gái rồi ta? Uổng thiệt chứ. Uổng gì? Đừng nói là anh thích ổng nha. Ê, bậy bạ không à. Con trai mà thích con trai hả? Ý anh nói là tưởng đâu nếu mà thằng Nguyễn á, nó chưa có bạn gái á, thì bây giờ em á tiến tới với nó đi. Nó nghe này nha, Hữu Nguyện á, nó hay lắm đó nha. Hay làm sao? Hay chứ sao không hay. Hữu Nguyện á, nó là... Là cái gì? Sao không nói? Hả? À, là... Là không có gì. Anh hỏi em nè, em có biết chuyện Hoàng Tử Cốc không? Tưởng đâu là cốc giá bình thường. Cái này không phải đâu nha, là hoàng tử thiệt đó. Anh nói cho em biết nè, ai mà lấy được nó là sướng lắm đó nha. Thiệt vậy không? Thiệt chứ sao không thiệt. Ảnh tuyệt vời tới mức đó hả? Rất tuyệt vời luôn. Ai cần chứ? Ai cần ảnh khen ngợi ảnh? Thì cái gì anh biết, anh mới nói cho em nghe chứ. Cái mi. Ủa gì kỳ ta? Là sao? Tự nhiên làm cho chị mất vui. Tôi xin lỗi nha. Có gì đâu. Ấy vậy mà hay đó. Nói cho Khuê biết để mà giữ chồng. Mấy năm nay tôi cấm con nhỏ này chơi chung với nó, nên nó cũng biến đi đâu mất hút. Vậy mà lòng vòng sao mà nó lại thi đậu vô bên này, mà điểm cao lắm đó nha. Nghe nói là tuổi trẻ mà lại có kinh nghiệm. Mà ai ngờ kinh nghiệm là vậy. Thì đó, kinh nghiệm mồi chài đàn ông. Bây giờ mấy con này nó quỷ lắm chị ơi. Ông xã của tôi không biết làm sao, binh vực chầm chập, cứ nói nó là làm việc tốt. Thì như vậy mới đào mỏ được chứ. Chị coi sao nghe, chứ tôi thấy không được rồi đó. Con về luôn đi. Bảo, nhà đang có khách, con làm gì mà vô phép vô tắc vậy? Quay lại. Má kêu con về nói chuyện thì con về đây nói chuyện, chứ không phải để nghe những chuyện tào lão. Con không rảnh tới mức đó đâu. Quay lại mau. Cô, con xin lỗi.
Mai Thành, anh đi trước đi. Anh Bảo, anh... Lan Anh, em cũng đi về đi. Em bị sao vậy? Không có lòng tự trọng mà. Hay là đầu óc không bình thường? Không biết tại sao má lại kêu em tới đây hay sao? Hả? Gia Bảo, con đang làm cái gì vậy? Đi. Anh nói em về đi. Lẹ lên. Vợ của tổng giám đốc kêu tôi tới đây thì tôi phải tới thôi. Không sao đâu, bà đừng bận tâm, tôi đợi được mà. Bà cứ tiếp tục tiếp khách đi. Đi. Đi ra đi. Buông tôi ra. Em im lặng. Đi theo anh. Bảo! Gia Bảo! Má! Gia Bảo! Buông ra. Tôi nói là buông ra. Buông ra rồi sao? Lại vô trong đó đứng chịu nhục hả? Kệ tôi đi. Có chịu nhục hay không là chuyện của tôi, không liên quan gì tới anh. Buông ra. Rốt cuộc vô công ty này làm gì? Để làm ba cái việc này thôi sao? Vô công ty của ba tôi rồi chịu đựng má tôi đối xử như vậy à? Thông minh học giỏi như em mà lại chấp nhận khổ sở như vậy à? Còn có biết bao nhiêu chỗ, tại sao không làm? Nghỉ liền đi. Kiếm chỗ cho. Nghỉ liền lập tức đi. Cuộc sống đó dành dễ dàng quá mà. Làm sao anh hiểu được chứ? Gặp chuyện trái ý chút xíu, anh chỉ cần bỏ đi là xong. Lòng tự trọng bị tổn thương chút xíu là anh có thể dẹp bỏ hết. Có gia đình yêu thương chăm sóc, muốn gì được nấy. Không cần phải làm gì, cũng đâu cần phải lo lắng bất cứ chuyện gì. Sau lưng anh lúc nào cũng có ba anh rồi, đâu có gì phải sợ đâu, đúng không? Nè. Nhưng tôi thì khác. Không tiền, không lực, cũng chẳng có người chống lưng. Cho dù phải làm ở đâu, phải chịu đựng nhục nhã hay hơn nữa, cũng phải ráng tự mình mà ngoi lên để mà vượt qua. Lòng tự trọng bị tổn thương, bị khinh bỉ miệt thị. Người như tôi còn cách nào khác ngoài việc chịu đựng? Cái lòng tự trọng mà anh nói đó, làm ơn đừng có nhắc tới nữa. Những thứ đó với tôi bây giờ, anh có biết nó mắc cười cỡ nào không? Bây giờ mà tôi bỏ đi, chẳng khác nào chấp nhận lời người ta nói về mình là sự thật hả? Rồi sao? Tính vô làm tiếp nữa hả? Tôi trúng tuyển cho công ty của nhà anh là bằng năng lực của tôi. Tôi cũng không có ý định bỏ phí thời gian công sức của mình vì anh hay má anh hay bất kỳ người nào khác.
mấy cái lý do đó không đáng để tôi phải bỏ công việc của mình. Anh hiểu chứ? Thôi bây giờ tôi về đây. Không thôi ông chồng yêu quý của tôi về nhà, không có tôi ở nhà, ông lại đi toàn tàn nữa. Thiệt là ngại quá, đang vui mà lại vậy. Thiệt ra Gia Bảo nó đang học hành thi cử cho nên hơi căng thẳng, chứ nào giờ nó cũng không có cư xử như vậy đâu. Mai Thanh à, cô xin lỗi nha. Dạ không sao đâu cô, để con gặp anh Gia Bảo sau cũng được. Thôi về con. Dạ. Xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi xin lỗi. Bà cứ tiếp tục tiếp khách đi, sau đó rồi xem việc cũng được. Tôi chờ được. Thôi tôi về nghe. Dạ chị về. Cô xin phép. Nguyễn ơi, xin lỗi nha. Chắc tối nay mình không tới được rồi.